cô chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với tiết toán của ngày hôm nay qua bài luyện tập sách giáo khoa trang 45. Nào, bây giờ cô mời các em cùng bắt đầu bài học của ngày hôm nay nhé. Mục tiêu bài học hôm nay: các em biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Chúng ta sẽ làm bài tập số 1, số 2, số 3 và bài số 4 câu A, câu C các em nhé. Bài 1, cô mời các em đọc thầm yêu cầu đề bài. Bài 1, viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. A. 35m 23cm bằng chấm 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 mét. B. 51dm 3cm bằng chấm 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 dm. C. 14m 7cm bằng chấm 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 mét. Bài tập này yêu cầu các em làm gì? A. Bài 1 yêu cầu các em chuyển đổi số đo độ dài được ghi có 2 đơn vị đo thành số đo độ dài được ghi có 1 đơn vị đo, viết dưới dạng số thập phân. Vậy muốn thực hiện chuyển đổi số đo độ dài ghi có 2 tên đơn vị đo thành số đo độ dài được ghi có 1 tên đơn vị đo, viết dưới dạng số thập phân, các em làm như thế nào? Đúng rồi, muốn chuyển đổi số đo độ dài ghi có 2 tên đơn vị đo thành số đo độ dài được ghi có 1 tên đơn vị đo, viết dưới dạng số thập phân, các em thực hiện 2 bước. Bước 1, chuyển số đo 2 tên đơn vị, viết dưới dạng hỗn số. Bước 2, chuyển hỗn số, viết dưới dạng số thập phân. Các em xem cô hướng dẫn mẫu. Số đo 35m 23cm đổi ra mét ta thực hiện như sau. Bước 1, các em chuyển số đo 2 đơn vị mét và cm, viết dưới dạng hỗn số với số đo là mét. Như vậy 35m là phần nguyên của hỗn số. 23cm đổi ra mét, đổi từ cm ra đơn vị mét, ta lấy số đo 23cm chia 100. Vì 1cm bằng 1 phần 100m nên 23cm được viết dưới dạng phân số là 23 phần 100m. Bước 2, viết hỗn số 35 và 23 phần 100m thành số thập phân như sau. Phần nguyên của hỗn số chính là phần nguyên của số thập phân, tức là 35. Phần phân số 23 phần 100 cũng chính là 23% của số thập phân, đơn vị là mét. Vậy ta được kết quả câu A, 35m 23cm bằng 35,23m. Câu B, câu C, các em dừng video để làm bài. Các em cùng sửa bài với cô nào. Câu B, tương tự câu A, các em chuyển số đo 51dm 3cm, viết dưới dạng hỗn số ta được 51 và 3 phần 10 dm. Từ hỗn số 51 và 3 phần 10 dm, viết dưới dạng số thập phân ta được 51,3 dm. Vậy, câu B, 51dm 3cm bằng 51,3 dm. Câu C, các em chuyển số đo 14m 7cm, viết dưới dạng hỗn số ta được 14 và 7 phần 100m. Chuyển hỗn số 14 và 7 phần 100m, viết dưới dạng số thập phân ta được 14,07m. Vậy, kết quả câu C, 14m 7cm bằng 14,07m. Vậy là cô cùng các em đã hoàn thành xong bài tập số 1 rồi nè. Cô khen những bạn đã viết đúng số thập phân vào chỗ chấm. Em nào làm chưa đúng, các em tạm dừng video để kiểm tra lại bài làm của mình
và tự sửa bài. Ở bài tập số 1, các em lưu ý cách viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Ta thực hiện hai bước. Bước 1, chuyển số đo độ dài có hai tên đơn vị thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo, viết dưới dạng hỗn số. Bước 2, chuyển số đo độ dài viết dưới dạng hỗn số thành số thập phân. Cô tin rằng các em đều có kết quả đúng. Cô có lời khen các em đã biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Tiếp theo, cô cùng các em chuyển sang bài tập số 2. Cô mời các em đọc thầm yêu cầu bài 2. Bài 2 yêu cầu các em làm gì? Các em có nhận xét gì về nội dung các phần bài tập? À, bài 2 yêu cầu ta viết số thập phân vào chỗ chấm theo mẫu. Ở bài tập này, các em cần chú ý chuyển số đo độ dài có một đơn vị đo bé hơn sang đơn vị đo độ dài lớn hơn, được viết dưới dạng số thập phân. Nhưng chúng ta chú ý cần phải làm theo mẫu. Vậy các em quan sát mẫu cách làm ở bài tập 2 này có gì giống và khác với cách làm ở bài tập số 1 các em nhé. Các em cùng quan sát mẫu 315cm bằng 3,15m cô hướng dẫn. Bước 1. Tách 315cm bằng 300cm cộng 15cm. 300cm bằng 3m. Như vậy, viết gọn 3m, 15cm. Bước 2, giống như ở bài tập số 1, các em chuyển số đo hai đơn vị 3m, 15cm, viết dưới dạng hỗn số với số đo là mét. Ta cũng thực hiện viết phần nguyên là 3m. 15cm đổi ra mét tức là 15 phần 100m. Bước 3, viết hỗn số 3 và 15 phần 100m dưới dạng số thập phân bằng 3,15m. Vậy, 315cm bằng 3,15m. Vậy là các em đã có nhận xét cách làm theo mẫu ở bài 2 rồi, đúng không nào? Ở bước chuyển số đo độ dài, có hai tên đơn vị đo viết dưới dạng hỗn số. Và bước chuyển hỗn số viết dưới dạng số thập phân, giống như bài tập số 1. Còn khác nhau ở bước 1 là tách số đo độ dài có một tên đơn vị thành tổng để đưa về số đo độ dài có hai tên đơn vị. Các em dừng video để làm bài. Các em cùng đối chiếu bài làm của cô để mình cùng sửa bài nào. 234cm bằng 200cm cộng 34cm bằng 2m34cm bằng 2 và 34 phần 100m bằng 2,34m. Vậy 234cm bằng 2,34m. 506cm bằng 500cm cộng 6cm bằng 5m6cm bằng 5 và 6 phần 100m bằng 5,06m. Vậy 506cm bằng 5,06m. 34dm bằng 30dm cộng 4dm bằng 3m4dm bằng 3 và 4 phần 10m bằng 3,4m. Vậy 34dm bằng 3,4m. Cô cùng các em vừa hoàn thành xong bài 2. Ở bài tập dạng này, các em cần chú ý chuyển số đo độ dài có một tên đơn vị đo bé hơn thành số đo độ dài lớn hơn, được viết dưới dạng số thập phân. Chúng ta tiếp tục thực hiện làm bài số 3. Bài 3 yêu cầu các em làm gì?
Bài 3. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị là km. A. 3 km 245 m bằng chấm 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 km. B. 5 km 34 m bằng chấm 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 km. C. 307 m bằng chấm 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 km. Tương tự như bài tập số 1, nhưng ở bài 3, các em viết các số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là km. Vậy các em hãy nêu mối quan hệ giữa đơn vị đo km và đơn vị mét trong bảng đơn vị đo độ dài nào. À đúng rồi, 1 km bằng 1.000 m, 1 m bằng 1/1.000 km. Bài tập này các em dừng video để làm bài. Cô nghĩ rằng các em đã hoàn thành bài 3 rồi đúng không nào? Các em cùng cô kiểm tra lại bài làm các em nhé. Câu A. 3 km 245 m bằng chấm 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 km. Bước 1. Chuyển số đo 3 km 245 m viết dưới dạng hỗn số ta được 3 và 245/1.000 km. Bước 2. Chuyển hỗn số viết dưới dạng số thập phân ta được 3,245 km. Sau đó ta viết kết quả số thập phân vào chỗ chấm câu A. 3 km 245 m bằng 3,245 km. Câu B. 5 km 34 m bằng bao nhiêu km? Bước 1, ta cũng chuyển số đo 5 km 34 m viết dưới dạng hỗn số ta được 5 và 34/1.000 km. Bước 2, chuyển hỗn số viết dưới dạng số thập phân ta được 5,034 km. Vậy kết quả câu B, 5 km 34 m bằng 5,034 km. Câu C. 307 m bằng bao nhiêu km? Em nào có thể giải thích cách làm tiếp cô ở phần bài tập này? À, đây là số đo có một tên đơn vị bé là mét, chuyển sang số đo có một tên đơn vị lớn là km. Bước 1, ta thực hiện chuyển 307 m viết dưới dạng phân số thập phân ta được 307/1.000 km. Bước 2, chuyển phân số thập phân 307/1.000 km viết dưới dạng số thập phân ta được 0,307 km. Vậy câu C, 307 m bằng 0,307 km. Vậy là các em đã hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập số 3, câu A, câu B, các em chuyển số đo độ dài có hai tên đơn vị thành số đo độ dài có một tên đơn vị đo lớn hơn là km. Còn câu C, các em chuyển số đo độ dài có một tên đơn vị bé thành số đo độ dài có một tên đơn vị lớn. Tiếp theo, cô cùng các em chuyển sang bài 4. Bài 4, viết số thích hợp vào chỗ chấm. A. 12,44 m bằng chấm 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 mét chấm 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 cm. C. 3,45 km bằng chấm 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 mét. Các em có nhận xét gì về dạng bài tập này? À, đây là bài toán ngược của bài toán số 1. Vậy chúng ta sẽ làm đúng theo thứ tự ngược lại như thế nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ làm đúng theo thứ tự ngược lại, có nghĩa là bước 1, chuyển số đo độ dài được viết dưới dạng số thập phân sang số đo độ dài viết dưới dạng hỗn số. Bước 2, chuyển hỗn số sang số đo độ dài có hai tên đơn vị đo hoặc số đo độ dài có tên một đơn vị đo. Các em
Bấm dừng video để hoàn thành bài. Các em đã làm xong rồi đúng không nào? Chúng ta cùng sửa bài nào. Câu A 12,44 mét bằng bao nhiêu mét, bao nhiêu cm? Ta thực hiện chuyển đổi số đo độ dài viết dưới dạng số thập phân sang số đo độ dài viết dưới dạng hỗn số như sau. Phần nguyên của hỗn số là phần nguyên của số thập phân, tức là 12 mét. Phần thập phân 44% mét có nghĩa phân số là 44/100 mét. Sau đó ta chuyển hỗn số 12 và 44/100 mét, ta được 12 mét. Vì 1 cm bằng 1/100 mét nên ta đổi 44/100 mét ra đơn vị cm. Ta lấy 44 nhân với 100 chia 100 bằng 44 cm. Vậy câu A 12,44 mét bằng 12 mét 44 cm. Câu C 3,45 km bằng bao nhiêu mét? Ta thực hiện chuyển đổi số đo độ dài viết dưới dạng số thập phân có đơn vị lớn hơn là km sang số đo độ dài có một tên đơn vị bé hơn là mét, được viết dưới dạng hỗn số là 3 và 45/100 km. 3 km thì bằng 3.000 mét. Vì 1 mét bằng 1/1.000 km nên 45/100 km đổi ra mét, ta lấy 45 nhân với 1.000 chia 100, ta được 450 mét. 3.000 mét cộng 450 mét, ta được 3.450 mét. Vậy câu C 3,45 km bằng 3.450 mét. Tương tự câu B, câu D, em nào làm nhanh các em có thể làm bài thêm. Cô khen những em có kết quả bài làm đúng. Em nào làm chưa đúng, chúng ta dừng video để sửa bài. Tiết luyện tập đến đây là kết thúc rồi. Cô có lời khen những em đã hoàn thành bài làm đúng. Còn em nào làm chưa đúng, chưa nắm được nội dung bài, các em có thể xem lại video bài giảng. Các em hoàn thành bài trang 45 vào vở toán. Chuẩn bị bài viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Cô thân ái chào các em, chúc các em chăm ngoan học giỏi.